Thưa quý vị và các bạn, cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội sau 30 năm thành lập lại tỉnh Kon Tum, một trong những điểm nổi bật là sự thay đổi đáng kể bộ mặt và đời sống của người dân ở nông thôn, từ vùng thuận lợi đến vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có được kết quả này ngoài sự quan tâm đầu tư của nhà nước, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền mặt trận đoàn thể và toàn dân trên địa bàn tỉnh đã chung sức đồng lòng thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá để người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ngày một ấm no hạnh phúc. Đây là những hình ảnh trên đường đi cơ sở của nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Sô Lê Tăng trong những năm tháng đầu mới thành lập lại tỉnh. Những con đường ngập nước, lầy lội, trơn trượt như thế này, thậm chí còn khó khăn hơn gấp nhiều lần, phải đi bộ cả ngày đường mới đến nơi là thực trạng thường gặp mỗi khi đi cơ sở vào thời điểm đó. Đến nay, những hình ảnh này chỉ còn trong ký ức, trong lời kể của lớp cán bộ đi trước. Và thay vào đó là những con đường nhựa, con đường bê tông bằng phẳng. Có thể thấy, đây là một trong những thay đổi rõ nét nhất ở vùng nông thôn tỉnh Kon Tum. Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đi lại thông suốt trong hai mùa. Đặc biệt, sau khi triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường liên thôn, nội thôn và cả các đường đi khu sản xuất chính được bê tông cứng hóa, đi lại thuận tiện. Trước đây, đường này rất là khó khăn, rồi là có hố sâu, bà con đi làm khó đi. Chở xe cộ đi, chở vật liệu làm khó. Bây giờ có đường này tốt rồi, cũng đỡ hơn. Đi bà con đi làm sản xuất, cũng cảm ơn nhà nước. Hiện nay á, cái đời sống bà con nó khác hơn so với thời năm 91. Ở 91 á, thì đời sống bà con ở đây nó riêng á, là của xã Đắk Rồng rất khó khăn. Đường xa đi lại rất là lầy lội. Rồi đi làm rẫy làm ruộng cũng không có đường xe cộ, tuần đi bộ. Nhà cửa bà con đời sống rất là vất vả, cực kỳ khó khăn, đói nghèo cũng rất là nhiều. Thế từ năm 91 sau thành lập tỉnh Kon Tum mình á, đến giờ thì là sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho bà con là phát triển kinh tế xã hội, nông thôn mới nó có sự thay đổi khác. Làng xóm bây giờ đường xá thì nói chung nhà cửa khép kín, bà con thì có nhà thì có nóng lạnh, tắm nóng lạnh, 90% bà con có nhà tắm nóng lạnh. Rồi đường xá thì có hoa cảnh, rồi có cái để mà chỗ hố rác, không để rác thải tùm lum như xưa nay. Đây là nông thôn thì nó sạch sẽ, bà con nhà cửa đều sạch sẽ hết. Sức khỏe bà con là tốt hết. Bên cạnh hệ thống đường giao thông, kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm ngày càng được đầu tư khang trang hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn về nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe của người dân. Đến nay, 100% thôn trên địa bàn tỉnh đã có điện, với trên 99% hộ sử dụng điện. Cùng với đó, hệ thống trường lớp học không ngừng được đầu tư, nâng cấp, sắp xếp theo hướng tạo thuận lợi cho người học. Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng chuyển biến tích cực, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Cơ sở vật chất và trang thiết bị khám chữa bệnh vùng nông thôn được đầu tư nâng cấp. Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đến nay, 100% xã phường thị trấn được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020. Từng là nơi khó khăn nhất của xã Đắk Rông, huyện Đắk Lây. Đến nay, ngoài kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường trạm được đầu tư đồng bộ, đời sống của người dân làng Nú Vai đã đổi khác rất nhiều, nhà cửa khang trang hơn, đường làng xanh sạch đẹp. Từ khi mà xây dựng nông thôn mới, đời sống bà con nâng lên một bước khá giả hơn. Đường xá đi lại giờ rất thuận tiện. Thuận tiện thứ nhất là cho bà con đi qua lại vận chuyển nông sản, từ nhà cho đến rẫy đều có đường xá hết. Học tập bà con cái bây giờ đứa cũng lên đại học rồi. Một số đại học thì đang học, còn cái một số cũng có con ăn đi làm, ổn định.
thì so trước đây thì hiện nay thì nó khá tốt hơn. Thì bà con ở đây thì nói dân ở đây thì được chính phủ công nhận làng thoát nghèo của xã Đắk Rông á, của xã Đắk Rông. Cho nên là bà con rất là phấn khởi. Hiện nay thì nói chung bà con thì nó đỡ vất vả nhiều hơn. Nhà cửa để điền đóm rồi trạm y tế rồi nơi thuốc men thì đau ốm thì có thuốc men, sức khỏe nó tốt hơn trước. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, hơn 10 năm qua, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ nhân dân các tổ chức doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, cây cối hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, điện công lộ và các công trình công cộng khác để chỉnh trang bộ mặt khu dân cư. Đối với nhân dân của thôn 2 đây và nói riêng, xã Cà Ron là bà con rất là phấn khởi, vui mừng vì có đường xá, đường thông sạch đẹp, là bà con rất là phấn khởi. Và đó là cái về, còn riêng về thôn thì vận động bà con nhân dân ai cũng ủng hộ 100%, đóng góp và tiền, ví dụ như hiến đất để xây dựng nông thôn mới càng ngày càng tốt đẹp hơn. Về điện công lộ thì tất cả các cái đường điện công lộ của thôn này là đều đã lắp đặt hoàn chỉnh, tổng cộng là khoảng 42 bóng, là tất cả mọi cái đường công lộ trong thôn là đều sử dụng bằng cái điện công lộ. Ban đầu là do bà con nhân dân là mỗi một hộ đóng góp 250, sau đó thì giai đoạn 2 là kéo tiếp dây để mà hoàn chỉnh thì là hết thêm một số cái kinh phí nữa, thì cái đấy là lấy cái quỹ thôn ra để mà hỗ trợ cho bà con. Song song với việc đầu tư nâng cấp về kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, vận động người dân thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội để hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Qua đó, đã có nhiều mô hình dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình phát triển cây cao su tiểu điền, cây cà phê xứ lạnh, phát triển các loại cây dược liệu, các mô hình sản xuất rau, hoa quả xứ lạnh, ứng dụng công nghệ cao và nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi khác. Là một trong 4 hộ dân được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Câm Long chọn để hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, cây ăn quả, an toàn, theo chuỗi giá trị. Ông Lê Văn Tú ở thôn Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Câm Long đã cố gắng hết sức để triển khai thực hiện mô hình đạt kết quả. Ông cho biết, từ khi được nhà nước hỗ trợ nhà màng, hệ thống tưới nước nhỏ giọt, giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình đã làm được rất nhiều loại rau quanh năm như cà chua, dưa leo, súp lơ, cà tím, măng tây đều phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng ngoài trời. Trong màng thì nó đỡ nắm bệnh, rồi mùa mưa là mình là cũng làm việc được, dễ trồng cấy, nói chung là nó thuận lợi đủ điều. Nói chung là ngoài trời thì nó bất tiện như cả là mưa gió rồi thế này thế kia, chứ còn trong nhà màng thì mình nói chung là mình canh tác thì nó quá thuận lợi, là sâu bệnh, rồi bớt cái lượng bảo vệ thực vật, rồi bớt cái phân bón bảo vệ thực vật, là nói chung là nó bớt nhiều lắm. Tại vì là xài mình xài nhỏ giọt á, mình xài nhỏ giọt rồi mình xài bét hết hệ thống này, nó thuận lợi nhiều lắm. Còn đây là mô hình kinh tế trang trại của vợ chồng anh Phạm Văn Bình, chị Trần Thị Quỳnh Kha tại thôn 4, xã Chư Hơ Reng, thành phố Kon Tum. Từ chỗ được tham gia các lớp tập huấn, hỗ trợ các loại giống cây trồng, 5 năm qua, gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi 12 hectare diện tích đất trồng mì sang các loại cây ăn quả như sầu riêng, mít thái, bơ, chuối. Bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt trong năm nay, hưởng ứng chủ trương trồng rừng, gia đình anh được nhà nước hỗ trợ giống để chuẩn bị trồng thêm 10 hectare cây bạch đàn cự vĩ và cây thông, tạo hướng phát triển bền vững cho gia đình. Hội nông dân xã thì cũng sát sao động viên, rồi cũng thăm hỏi, rồi là cũng hỗ trợ phân bón, rồi thuốc bảo vệ thực vật,
tạo điều kiện cho gia đình làm ăn, phát triển cái mô hình kinh tế gia đình. Xã cũng có mở các cái lớp tập huấn rồi ở trên phòng kinh tế, rồi trước kia thì có tập huấn về và cung cấp giống cây mít Thái này cho gia đình, rồi cũng mở lớp tập huấn nhiều lần, rồi cộng với mình tìm hiểu trên các trang mạng xã hội để mà chuyển đổi cây trồng, thấy hiệu quả là nhân rộng này. Giá cả thị trường như mấy năm nay thì cái cây mít Thái thì thu nhập tương đối ổn định, rồi kết hợp nhiều loại cây trồng khác thì cuộc sống nó cũng được nâng lên một phần. Ngoài việc xây dựng các mô hình thí điểm để chuyển giao kỹ thuật, nhân ra diện rộng, thời gian qua, nhiều bà con nông dân đã học hỏi, mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát huy các nguồn lực trong gia đình, tự chủ trong làm ăn để nâng cao đời sống, giảm nghèo. Nói chung như thế ở đây thì nói chung nhân dân ở đây thì bây giờ nông thôn mới thì cũng ráng phát triển thôi, hộ gia đình, mọi người gia đình cũng đều cố gắng là phát triển về kinh tế thôi. Thì theo gia đình thì như theo như mọi gia đình khác không biết, nhưng mà gia đình em thì em thấy hướng về chăn nuôi, về vỗ béo này cảm thấy nó cũng có hiệu quả kinh tế, nó cũng có thu nhập, tạo công ăn việc làm cho chính bản thân, rồi mình làm rồi mỗi thứ mỗi tí thì nói chung em thấy là nói chung là cái cuộc sống là nó cũng cảm thấy là cũng được. Nói chung là hôm nay thì nhà nước cũng đã xây dựng nông thôn mới, thì gia đình thì cũng cố gắng là làm ăn để có cái tăng cái thu nhập để cho các cháu nó có điều kiện ăn học, với thứ hai nữa là cũng thêm cái phần đấy cho gia đình á. Nói chung là làm ăn thì mỗi thứ mỗi tí nó góp lại. Nói chung là năm ngoái thì cũng làm được cái nhà, rồi cho các cháu còn đấy, cho các cháu ăn học. Kinh tế ngày một phát triển ổn định, ngoài việc chăm lo đến việc học hành của con cái, người dân còn quan tâm đến việc chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường rào, cổng ngõ, trồng hoa cây cảnh, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp. Mình thấy là thôn làng ở đây phát triển rất là nhiều, càng ngày càng đi lên, càng ngày còn phát triển. Nhà cửa cũng chặt chẽ, còn càng ngăn nắp. Vệ sinh chỗ thôn làng ngõ xóm thì ở đây thì một tháng thì một lần coi như tập thể dọn dẹp đường làng ngõ xóm từ đây tới đây. Còn cái vệ sinh trong cái nhà cửa đó là để mình làm chặt chẽ, gọn gàng, ngăn nắp nhà cửa mình. Sáng nào cũng vệ sinh, sáng nào quét dọn, sáng nào cũng rửa chén bát này kia nọ. Mình thấy cũng là đó cũng là thay đổi rất là nhiều. Trước này ví dụ thì nó mình sống thì kiểu tự nhiên, không có, nó không có nếp sống như thế nào. Bây giờ thì mình phải thay đổi, gọi là thay đổi cái cách sống của mình, nhà của mình phải đổi mới. Nhà nước đã đầu tư nhưng mà bản thân nhà, dân làng phải đổi mới, thay đổi cái cách làm ăn của mình hoặc là cái cách chi tiêu của mình nữa để mình chăm lo cái đời sống của mình, để mỗi năm thì mới tốt hơn. Với những nỗ lực đó, năm 2012, tỉnh Kon Tum vinh dự là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên có xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà. Đến nay, tỉnh có 29 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Có thể nói, sau 30 năm thành lập lại tỉnh, hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao và hiện đang tiếp tục thay đổi nếp nghĩ cách làm để xây dựng cuộc sống mới, ngày một ấm no, hạnh phúc.